Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 12 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Xung quanh Hero 2, let's go. Yeah. Wow, hai chị em sinh đôi. Đúng nhau như lúc luôn. Wow. Câu xem là con gì ở trong sương mù. Wow, một con bạch tuộc. Wow, được cực trôn. So, ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ hai. Này thì các bạn sẽ hóa thân là một cô làm big guy. Ok. Lấy món đồ để cứu anh chàng này. Let's go. Custom cast. Con mèo đang vào trong rồi. Con này nó đang đi bắt các bạn. Bây giờ mình xem nó ở đâu. Nó đang phi vào đây. Nó không bắt anh chàng kia, lại bắt mình. Ok. Mình sẽ lừa cho anh ta vào đường này. Thank you.
哇，你等下你收妹。Oh my god！Cho lên lại nào, let's go. Bây giờ chẳng biết gai kia đi đâu rồi. Ở đây thì có một đường ở dây điện. Đây cũng có, ok.Chiếc chìa khóa nào ở gần đây không? Một chiếc cửa màu xanh. Chìa khóa màu xanh kìa. Oh my god. Anh này lè rất là dài luôn. Let's go. Ok. Ok thì chỗ nào nhỉ?Cây khó dưới đâu. Đây, trong này. Một khẩu pháo.Chỉ có một cam này. Oh my god. Wow. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ 3, Grandi Chapter 2. Let's go. One day.Ồ, có súng điện đây rồi. Ok, mình sẽ lấy chiếc chìa khóa của ông ta. Sau đó sẽ mở cánh cửa trên cái phòng của ông ta ra. Let's go.
xem dưới đây có gì không ta. Yo. Một bình ga. Bình xong. Let's go. Miss. Chạy thôi. Wow. Không có gì đây. Oh my gosh. Thì bà ta phát hiện rồi. Wow, wow, wow. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game thứ tư, Roblox. Let's go. Ở đây có rất nhiều tựa game khác nhau. Các bạn trẻ có thể thích tựa game nào thì chơi tựa game đó. Đây là Big Guy Pop 2 Chapter 1. Ở đây là Big Guy 100 player. Rồi mình sẽ vào đây đi. Let's go. Rồi mình biến thành Big Guy. Wow. Đầu lắm rồi mới được thành cô làm Big Guy này. Bây giờ các bạn phải đi le. Le những anh chàng đang ở đây. Đợi vài giây nữa thì các bạn mới ra được ngoài. Cô làm Big Guy này cũng rất là hung dữ. Thường thường chủ yếu chơi trò Big Guy này thì thường thường là Big Guy sẽ thắng. Bắt đầu leo thôi. Một anh chàng lại chết.
Wow, anh ta có khẩu súng. Làm mình đơ luôn. Không biết đơ vào như dây. Anh ta đã bắn mình tiếp. What the? Đơ mất 20 giây. Không phải anh ta nhặt súng ở đâu. Khi các bạn bị bắn thì các bạn sẽ đơ mất 20 giây và các bạn sẽ không làm gì được. Và phải đợi hồi lại. Mình sẽ đặt ở đây. Lại đơ 20 giây tiếp. Wow, wow. Cầm anh Trang lại phải chạy ngay. Không là mình sẽ bị đơ liên tục. Chạy thôi. Thôi, tránh cái sai anh Trang này. Anh ta lại bắn mình đơ 20 giây nữa thì chịu rồi. Anh Trang này thở dòng vít rồi. Có quả cánh luôn. Các bạn đi xung quanh và tiêu diệt những anh chàng đang đi bình thường. Nhưng mà thường thì Big Guy sẽ thắng, bởi vì là những cái đội này chưa chắc đã mở được chìa khóa và thoát khỏi đây. Thường thì là như thế. Mình sẽ đặt những dấu hiệu. Chơi rất đơn giản thôi. Ok, rồi và mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. Big Guy Chapter 1. Let's go. Ok. Chi cô làng này đã lên trên tầng 2 luôn rồi. Chúng ta đi rất là nhanh luôn. Rồi sau đó thì mình sẽ luồn lại trên lên trên tầng 2 này. Lên luôn tầng 3. Mình sẽ đặt tầng gỗ vào đây. Khi đợi cô ta lên thì mình sẽ xuống dưới. Lúc đó thì mình sẽ tìm cách để mở cái chìa khóa màu đỏ này. Let's go. Chúng ta sẽ đi chậm hơn các bạn nha, cho nên các bạn không phải sợ. Rất đơn giản thôi.
các bạn sẽ nhặt những cái món đồ bên trong đó, sau đó đặt vào trong cái thùng nước đó. Lúc đó thì nó sẽ mở một cánh cửa ra. Cái game này khá là dài luôn. Mình sẽ đặt cho các bạn một cái. Mình xem nhớ xem nó ở chỗ nào. Đây rồi. Chúc mắt mình sẽ mở cái này trước. Rồi, đặt một cái vào đây trước nào. Ok. Còn cái màu xanh là xanh lá và xanh đa ở trong những chiếc chìa khóa ở trong một căn phòng riêng. Đặt đủ 3 cái thì nó sẽ mở một cánh cửa. Sau đó các bạn lại tìm kiếm tiếp. Sau đó và tìm cách để tẩu thoát khỏi ngôi nhà này. Mã cốt của ngôi nhà nằm trong cái két này. Ok. Cởi lên để các bạn phá đường dây điện. Wow, mình cứ tưởng mình chạy nhanh hơn ông ta, ai ngờ ông ta cũng đang gần mình rồi. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Big Guy Chapter 7. Let's go. Here. Let's go. Yellow, chìa khóa màu vàng. Mình sẽ để màu vàng ở đó. Đầu lên tìm tiếp những chiếc chìa khóa khác. Đây như là một nơi to tao đi lại. Đó, các bạn cứ tìm những cánh cửa, sau đó thì mở ra. Một chiếc búa, Hammers. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang một tựa game mà Slender đi ra.
热销啦。说给你什么人给人家không có quyển sách nào ở trong phòng này. Chiếc chìa khóa đầu tiên. Tựa game này là một tựa game ma rất là hay và hot trong những tháng vừa qua. Và tựa game này thì các bạn phải đi tìm 8 quyển sách thì các bạn mới thoát được khỏi ngôi nhà trong gọi là cái này như kiểu là một mê cung, một đường mê cung có cả ngõ cụt luôn. Wow. Không có gì đây. Sát mép thì khi bị nó đâm vào thì các bạn sẽ ngất trong vòng 5 giây chứ các bạn không chết được nhá, chỉ ngất 5 giây thôi. Đó, cách chơi tựa game này rất đơn giản thôi, các bạn đi xung quanh sau đó tìm 8 quyển sách là các bạn sẽ hoàn thành được game. So, ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game tiếp theo. See you here. Tựa game này thì là tựa game các bạn phải đi săn lùng những bức ảnh của con See you here này và chụp ở trên cao. Nhưng khi chụp thì nó sẽ le theo các bạn, cũng rất là nguy hiểm luôn, không cẩn thận là sẽ chết. Ở đây thì mình đã chụp được 3 bức ảnh hết rồi. Và bây giờ thì mình sẽ săn lùng tiếp. Mình biết xin hình đang đâu, đằng kia. Bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo, Granny Chapter 1 Developer.
Let's go. Cốt ở đây. Bắn súng ở chỗ này. What, sao bà ta nghe thấy tiếng chân của mình rồi? Mình không hiểu luôn. Wow, ok. Trả lên thôi. Wow, wow, wow. Ta đặt luôn một cái bẫy ở trước mặt. Wow, sợ thật. Oh my god. Mình đang đi đẩy cái này ra để chui vào, nhưng ai ngờ bà ta đi nhanh quá. Wow, wow. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo. Scary Siren here. Bước 2. Start game. Ok, chạy vào đây đã. Tiêu diệt anh chàng này. Tiếp tục anh chàng này. Hai anh chàng này đứng cùng nhau. Đi cùng nhau. Tiêu diệt cả luôn. Cũng tiêu diệt 4 người tiếp. Let's go. Wow. Cái này điều khiển hơi khó một chút. Nếu các bạn không ấn nó không ở ngoài đường rìa này thì nó sẽ không đi được. Ok. Một ba xem nào. Mình chưa thấy Siren hết đâu. Chui trong này trước, xem có gì trong này không. Ồ, mình không hiểu sao mình lại bị chết được quả này. Cứ chạy vào là chết cơ, không hiểu sao vậy. Hoặc là chạy ra mình vẫn chết. Rồi, mình chạy nhiều lần.
就他妈吹牛逼了。Oh my god， không nhìn thấy nó đâu mà vẫn thua. Wow. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game tiếp theo. Sitting here. One day. Trước hết thì mình sẽ phải đi ra một cái đường chính sang một căn phòng khác để cánh cửa rồi có một cái điều này nhưng mà rất dễ gặp sự như thế. Mà xin như mà le ở đây thì coi như mình không thể nào trốn thoát được, hoặc là có thể ngồi xong cúi xuống trốn đi. Nếu mà tắt đèn pin thì sẽ không nhìn được gì. Ủa nó kia kìa. Cú xuống đã. Đằng kia wow, không hiểu sao nó phát hiện ra mình, nó nhìn rõ thật. Oh my god, wow. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo, Slenderilla 2D. Okay, let's go. Một chiếc chìa khóa. Wow, một bàn tay ma. Ok, vào trong này nào. Vào căn phòng đầu tiên. Số 7. Căn phòng thứ 2. Oh man. Ok, hai chữ số nữa thôi. Xem căn phòng này có mở được không? Còn một căn phòng mình chưa đi qua.
mình đi qua không ba? Một chiếc búa. Số 2. Oh my god, chết luôn. What? Rồi ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.